khi vào video tôi được thông báo là cái video mà phải nói là khá là nhiều view trên channel của tôi nó vừa bị report con mẹ nó rồi. Tôi không biết phải bị report nhưng các bạn mong các bạn bấm vào video mà nói về My Kingdom ấy, nói về My Kingdom ấy thì các bạn có thể thấy là nó vẫn xem được nghe, nhưng mà nó giật vãi cái đấy, nó giật bật bật kiểu như xin 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 chào kiểu như vậy đấy, thịt con mẹ. Hình như là tôi bị report rồi các bạn ạ. Có thể là do anti của tôi nó report do họ từ cái kênh của thằng Đạt channel, nhưng mà tôi không quan tâm tại vì cái channel tôi này của tôi không có dùng nó để kiếm tiền cho lắm. Trừ khi là bật được kiếm tiền thì tôi sẽ dùng nó để kiếm tiền và chú trọng vào nội dung các kiểu hơn. Nhưng mà nói chung thì khá là bực. Khá là bực khi mà cái kênh của mình bị report như vậy. Nhưng mà không sao đâu các bạn, tôi đã các bạn lên cứ việc report kênh của tôi nếu các bạn thích, tại vì tôi đã bị mất khá là nhiều kênh lúc lúc trước rồi. Kể cả cái tên khá cũng khá khá cũng rất là nhiều shop luôn đấy, tôi vẫn bị mất kênh. Mà thôi kệ cũng không sao, tôi từng bị mất kênh như vậy tôi cũng quen rồi. Cái kênh này chỉ có 230 mấy shop thôi thì nhầm nhò gì với tôi nhỉ? Đúng không? Bạn nghĩ xem. Cái kênh cả nghìn shop mà tôi còn mất được thì cái kênh 233 shop này thì tôi giữ làm gì nhỉ? Nói chung cứ việc report nếu các bạn muốn đi. Ok, không nói nhiều nữa thì bắt đầu video nào. Hôm nay tôi sẽ test cái combo mới. Đây là cái combo tôi tạo, đó chính là Hell Salamander, Will và Destroy Dash, và tôi sẽ cho nó đấu với lại Glyrhynchus. 7 expand và Eternal, đúng rồi. Ok thì bây giờ cho các bạn cá cược đấy, một trong hai combo này một combo sẽ thắng. Và tại sao tôi lại test cái combo này á, tại vì có nhiều thanh một số thanh niên nói là cái Destroy Dash là cái trời vợ yếu. Ok thì yếu thì tôi dùng nó để tạo combo cho các bạn xem. Ok bây giờ tôi sẽ phóng luôn cái con này trước vậy. Hell Salamander. Glyrhynchus này. Ok, tôi cho các bạn xem Destroy Dash yếu đến mức nào này. Thấy chưa, chưa gì hết mà nó đã bị mất stamina và vào tâm rồi, trong khi nó là một cái driver vợ tắt. Thấy chưa, Destroy Dash yếu mà ấy cả nồi các bạn à. Bạn thấy thấy Destroy Dash rất là yếu. Rồi, nhìn kìa yếu vãi nồi á. Chưa gì hết mất hết stamina này. Ok, Alive After Death đã cứu được Destroy Dash, đó chính là Hell Salamander. Alive After Death, các bác biết rồi, bác nào chưa từng thử cái chiêu Alive After Death này thì vậy các bạn không nên dùng chơi những cái con bay cái này rồi. Ok. Bắn nó đi. Tôi trong khi cái video này tôi nói cho các bạn biết cái Destroy Dash này nó yếu đến cỡ nào, nhưng mà các bạn lại tôi lại câu vũ cho cái con tôi lại câu vũ giao Salamander. Các bạn cũng hiểu ý tôi như thế nào rồi nhỉ? Nhưng mà thú thật là tôi khá là thích cái bình luận những cái video như thế này này. Và các bạn có thể thấy là cái nếu như bằng mắt thường nhé, các bạn thấy cái Glyrhynchus quay rất là đã và rất là đầm. Cái cảm giác tôi ok, trong cái phần review tôi sẽ thêm một cái phần nữa là cảm giác khi mà phóng bay. Cảm giác nó rất là phê, mỗi con có cảm giác phóng bay khác nhau. Ôi lại là Life After Death nữa rồi, thế là 2-0 rồi nhỉ. Ôi 2-0 mẹ rồi. 2-0 rồi. Ok. Test thử luôn để coi liệu Glyrhynchus nó có thể spin steal được cái con Hell Salamander này không. Hay không được rồi. Thêm phát nữa nè. Điểm của cái trận này sẽ không được tính nha, tại vì không công bằng tí nào, trong khi cái con House Salamander tôi sử dụng Launcher. Và cái combo này tôi tạo ra không để dành cho Spin Steel. Ok, và lại là Eye of the Death nhưng mà không tính điểm. Thôi, đấu nghiêm túc phát nào. Tôi rất là thích cái combo này, tại vì nó trông nó rất là đầm phê.
Nói thật luôn là nhìn cái con Glide nó rất là đã khi mà lúc mà quay ấy các bạn. Mình cảm thấy nó rất là cứng cáp các kiểu. Và tôi rất là thích điều này. Everyone like that. Everyone like that. Oh my god, that's so fucking nice. It's so fucking nice. Okay. Say oh yeah. Okay, và đây là okay, lại là điểm thứ 3 dành cho Hell Salamander rồi. Soft launch để con này có thể spin steal được. Hell Salamander. Vâng, đấy chính là soft launch và con bay nó vào tầm ngay đầu tiên. Đây là hard launch dành cho những bạn tắt. Các bạn có thể thấy hard launch đầu tiên là nó sẽ hơi bị mất stamina một tí, nhưng mà destroy that thì đương nhiên rồi, lấy lại stamina rất là kinh. Và để xem. Và bạn có thể thấy là Glyronarok đang spin steal con Hell Salamander của tôi. À, và bạn có thể thấy là cái tốc độ khung hình này tôi đang dùng là 60 fps, để xem cái trận đấu Beyblade nó ra thế nào khi mà tôi dùng cái tốc độ khung hình lên tận 60 fps như thế này. Thì đây là cái kiểu để quay video mới khi mà battle của tôi. Thì tôi khá là thích cái khung hình 60 fps, tại vì các bạn có thể thấy đây. Oh, cứt một điểm rồi. Ôi, để vào rồi. Thôi, ngưng anh ơi. Vợ con nhà nữa anh ơi. Ngưng anh. Vợ con cơm nước dĩ nhà nữa, anh còn phải về còn hiếp dâm vợ con. Các kiểu còn đặc điểm. Anh còn phải về hiếp dâm vợ con nữa. Anh không nên làm như vậy trong khi người ta đã thua trước mắt rồi. Ok. 4, 1, 3, 2, 1, go, shoot. Ê. Ok. Lại văng rồi. 2-4, thấy chưa, destroy that rất là dễ bị nóc rồi. Tôi nói rồi. Thật ra tôi đang cố gắng tấu hài nhưng mà ok. Sao? Tiếp nào. Rồi, tiếp. Cú này tôi phóng hơi bị fail. Cho xin phóng lại. 3-2-1, go, shoot. Đang mút nữa. Để xem có thêm pha light after death nào không. Cái driver light after death mà ngon thứ hai đó chính là extend plus và cuối cùng là bearing. Không, tôi nói vậy thôi chứ destroy death cũng khá là ngon đấy. Ok, 5-2 rồi. À, các bạn muốn đổi bay không? Muốn thì tôi sẽ đổi bay luôn. Đổi thì tôi sẽ dùng Archer Hercules cho các bạn xem nhé. Archer Hercules. À, và tôi chuẩn bị bán một vài con bay rồi. Một cái tin khá là không được vui nhỉ. Không được vui nhưng mà nó vui vãi đái các bạn ạ. Ok. Thôi, tôi chuẩn bị bán tất cả những con pháp niệm mà tôi có rồi. Có hai con. Ok. Và tôi sẽ đấu với lại Archer Hercules và dùng cái Zephyr Dash, tại vì có người nói cái Zephyr Dash là cái driver mạnh nhất. Khá là tốt. Mọi mặt các kiểu nhưng mà okay. Thử luôn nào. Ôi không. Có vẻ như là Ôi không. Wow, Zephyr thực sự là cái driver có cân bằng khá là tốt. Vậy cái cân bằng tốt. Thôi thứ hôm nay tôi nó kiểu mà cười vãi đái các bạn. Ok, để xem. Nói rồi, tuy là rất phê nhưng mà stamina sẽ không cao bằng Destroy Dash đâu. Nghiêm túc mà nói là như vậy. Có nên làm một trận với Fafnir trước khi mà tiễn biệt nữa không nhỉ? Ok, tôi sẽ làm một trận đấu với Fafnir để mà ngày mai tôi còn cho em này về với chủ mới của nó. Đây, Fafnir này tôi sẽ đấu với con Hell Salamander của tôi, tại vì ngày mai tôi sẽ cho nó về với chủ mới rồi. Tức là các bạn sẽ không thấy cái em Fafnir này trong video của tôi nữa.
có thể tôi sẽ mua em mới. Ok, 3, 2, 1, go, shoot. Chủ khá là tốt đấy. Ok, được, ok em phải. Liệu House Lamander có thể thắng không đây? Wow, so fucking nice. Ok, và có lẽ như đây sẽ là trận cuối cùng trong video này rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Nếu thấy thích, hãy like và subscribe. Hoặc là không cần like cũng được, chắc bạn chỉ cần subscribe thôi. Và nếu không thích, cứ việc dislike hoặc có thể report video này của tôi. Tôi không sợ mất kênh đâu. Ok, tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn đã ủng hộ kênh, ủng hộ tôi trong suốt những quá trình dài như thế này. Tạm biệt.